16 tháng 10 tới ngày 16 tháng 10. Có BTV2 chứ. Đi bắn cái rồi. Mà lại xin bắn thêm bắt bài cho ta không? Mà lại anh không phải chẳng bây giờ không? Bắn lấy 2 thằng hả? Dạ, lấy 2 thằng. Ngủ. Được. Ngày đêm mình mới học à? Dạ, ngày đi nghỉ. Mới hỏi mới đi học thay nguyện chạy lên đây luôn đây. Cái cái đeo thấy là chân làm gì bị không? Mình có thừa là không? Chút này cháy lưới này bà hai. À chắc quên đó mà. Cũng sao đến đây chứ mấy. Lương chưa trả mà. Lương chưa trả cũng phải đi thôi.